Bạch sư cho con hỏi, Đức Phật Di Lặc ra đời có không sư? Trong kinh Đức Thế Tôn có nói là vị Phật vị lai tên là Mét-tây-giá, nhưng chỉ khi nào giáo pháp của Đức Phật Thích Ca của chúng ta không còn nữa, không còn ai biết đến sự xuất hiện của chánh pháp, không còn ai biết đến chánh pháp. Cho tới sau đó tuổi thọ loài người tụt xuống 10 tuổi, có một cái tai nạn gọi là diệt vong xảy ra, rồi tuổi thọ loài người lại từ đó người ta biết giữ giới, rồi bắt đầu tuổi thọ tăng lên tới vô số tuổi, rồi sau đó con người sống lâu thì bắt đầu các cái ác nó hiện hữu, rồi khi ác hiện hữu thì tuổi thọ con người giảm. Khi tuổi thọ con người giảm xuống còn 80.000 tuổi thì mới tới thời kỳ của Đức Phật Vị Lai là ngài Mét-tây-giá ra đời. Cho nên á, bây giờ những ai mà nói cái hội Long Hoa mà Phật Di Lặc ra đời á, là sự kiện đó là không có thật ha.